Chào mừng quý vị đến với chương trình Nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên truyền hình FBNC. Kính thưa quý vị, công nghệ Việt Nam của chúng ta rất là phát triển và phải nói là một trong những quốc gia có cái bước phát triển công nghệ nhanh nhất. Và trong giới công nghệ thì không ai là không biết tới một tên tuổi, đó là anh Thân Trọng Phúc. Trước đây là giám đốc của Việt Nam của công ty Intel. Vâng. Dạ, xin chào anh Châu. Dạ, dạ. Anh Phúc. Dạ. Tốt nghiệp Đại học California, Davis chuyên ngành kỹ sư điện tử và khoa học máy tính. Ông Thân Trọng Phúc là một trong những nhà quản trị và chuyên gia hàng đầu về công nghệ tại Việt Nam từ năm 2000 với vị trí tổng giám đốc Intel Việt Nam và là nhân tố quan trọng trong việc Intel đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ để xây dựng nhà máy, kiểm định và đóng gói chip lớn nhất thế giới tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là đóng góp đáng kể làm thay đổi cục diện ngành công nghệ thông tin. Năm 2009, ông quyết định chuyển giao vị trí tổng giám đốc Intel Việt Nam và gia nhập vào quỹ DFJ Vina Capital sau gần 23 năm gắn bó và làm việc cùng tập đoàn. Là một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên trong nước, DFJ Vina Capital kết hợp kinh nghiệm đầu tư quốc tế cùng sự am hiểu về thị trường địa phương để giúp các công ty trong quỹ phát triển thành công trong môi trường hoạt động tại Việt Nam. Ekip làm chương trình Nhà lãnh đạo doanh nghiệp mời quý vị tiếp tục theo dõi những chia sẻ về vai trò quản lý và những giá trị sống, lựa chọn sống trong cuộc đời doanh nghiệp của ông trên kênh truyền hình FBNC. Thực sự là tôi giới thiệu anh như là nguyên giám đốc của Intel Việt Nam, nhưng hiện nay anh là giám đốc của một công ty về tài chính, đó là DFG Vina Capital, một cái quỹ đầu tư mạo hiểm vào công nghệ của Việt Nam. Như vậy là anh có những cái ước mơ gì khi anh chuyển từ Intel qua cái công ty quỹ đầu tư mạo hiểm này? Trước hết tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới đến quý khán thính giả FBNC và xin chào anh Châu, rất hân hạnh được trò chuyện với anh cùng ngày hôm nay. Tôi thì một người đã làm việc trong lĩnh vực công nghệ suốt cuộc đời và lúc đi học thì cũng là học về kỹ sư điện tử và điện toán. Thì tự nhiên là công nghệ là một cái đam mê. Cái mà tôi muốn phát triển ở Việt Nam là làm sao công nghệ càng ngày càng được nhiều người ứng dụng và tạo ra nhiều cái doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, và cùng với các công ty đa quốc gia cũng những công ty trong nước đã đầu tư và đang hoạt động tại Việt Nam cùng để mở rộng cái thị trường của chúng ta. Đó là cái ước mơ. Anh Phúc là anh học trung học và đại học đều học ở Mỹ hả anh? Dạ, tôi học trung học một vào lớp 12, 11, 12 ở Mỹ. Còn vào đại học thì học ở Mỹ. Nhưng tôi học đến lớp 10 thì học ở Việt Nam. Thế anh là thời nhỏ đó, anh đi học đó, thì anh có một cái ước mơ là sau này anh sẽ trở nên một người như thế nào? Dạ, thật ra ước mơ của tôi thì cũng đơn giản lắm. Tôi không có một ước mơ, không có một ước mơ nào mà mình đam mê để theo đuổi. Tôi có rất là nhiều, đôi lúc mình mơ mơ màng màng, rất là nhiều ước vọng. Thì có lần tôi muốn làm kiến trúc sư, rồi có làm phi hành gia, rồi tại ba tôi là đi dạy, thì có lần tôi là muốn làm thầy giáo. Không có một cái gì nhất định. Vâng. Nhưng mà cái ước mơ, cái gọi là cái khối hình thành cái nguyện vọng đầu tiên thì lúc mà tôi đang đi học đại học. Hồi nhỏ tôi nói là cái môn mà tôi được điểm cao nhất là toán. Thì toán, lúc mà mình giỏi toán thì dĩ nhiên là mình chọn cái ngành kỹ sư nó phù hợp. Thì lúc mà tôi đi học kỹ sư á, thì lúc mà đang học kỹ sư thì lúc đó cái ước mơ mới hình thành thành một cái đường đi cho mình, tạo ra một đường đi mình. Cái đường đi đó là tôi muốn là sau này tôi trở thành một nhà lãnh đạo, một người quản lý trong một công ty. Nhưng mà như vậy là anh có học management không? Anh có học mà thêm về quản trị không anh? Dạ có, Lúc tôi học kỹ sư á, thì tôi cố ý lấy ngoài những cái môn kỹ sư, tôi lấy về kinh tế, tôi lấy về tiếp thị, tôi lấy những cái môn về tiếp thị, tôi lấy những cái môn về tài chính đó, để bổ sung kiến thức. Và tôi biết là tôi sẽ không thành một kỹ sư giỏi được, bởi vì mình không có cái đam mê về
về đam mê về công nghệ khác với đam mê về thiết kế, về sáng chế, về chế tạo hoặc là về xây dựng những cái sản phẩm về công nghệ, mà tôi muốn là làm sao mình có thể đem công nghệ đó phổ biến cho nhiều người và làm sao tìm ra một cái hướng đi trong đó mình trở thành một nhà lãnh đạo và quản lý công ty. Theo tôi biết thì Intel là một công ty có thể nói là hàng đầu của thế giới về vi mạch. Như vậy thì những người mà sau khi học đại học mà thi xin vào làm việc cho công ty đó chắc là rất nhiều khó khăn. Mà làm sao anh lại là có thể trúng tuyển vào cái Intel ở Mỹ ạ? Tôi thì cái cơ hội vào Intel cũng là một cơ hội khá may mắn, bởi vì trước khi mà làm Intel tôi đã đi phỏng vấn rất là nhiều lần, mười mấy lần để lấy kinh nghiệm. Để lúc mà mình vào Intel phỏng vấn thì lúc đó mình đã biết được tất cả, dự đoán được tất cả những câu hỏi của họ. Tự dự đoán tất cả những tính câu hỏi của họ. Thì đi thử làm là phỏng vấn mười mấy lần. Dạ, mười mấy công ty khác nhau, để anh có kinh nghiệm. Để có kinh nghiệm và có công ty nhận, có công ty không nhận, nhưng mình biết được là mục tiêu cuối cùng của mình thì là muốn vào một công ty mà có, hồi đó Intel đang lên, mặc dù là Intel cũng là công ty nhỏ. Hồi lúc tôi vào thì Intel đâu có doanh thu có 1 tỷ. Có 1 tỷ đô. Thì bây giờ năm chưa 50 mấy tỷ rồi, nhưng mà hồi đó thì năm chỉ có 1 tỷ đô. Một công ty đang lên trong lĩnh vực công nghệ thì đầu quân vào công ty đó là một cái cơ hội cho mình học hỏi rất là nhiều. Nhưng mà anh có cơ hội làm việc với những cái người mà nổi tiếng như Andy Grove hay là Greg Barrett rồi kia không? Dạ có, cái đó là một cái may mắn khác nữa. Khi vào Intel trong sau khoảng 9 năm đầu, đến năm thứ 9 thì tôi đầu quân vào một cái nhóm mà chuyên, cái nhóm đó hồi đó Intel có những nhà lãnh đạo có những cái phong trào là họ muốn đi quảng bá công nghệ khắp nơi trên thế giới. Và mỗi lần họ đi như vậy, họ đem theo một nhóm chuyên gia. Nhóm chuyên gia đó có nhiệm vụ là trình bày và trình diễn những cái công nghệ của Intel trên những cái bối cảnh là cái show là và cái show đó cũng là trình diễn ở Việt Nam vài lần. Cái show đó là các nhà lãnh đạo Intel lên sân khấu và trình và gọi cái nhóm chuyên gia kỹ sư này lên để trình diễn các công nghệ để cho người tiêu dùng hiểu được ứng dụng công nghệ vào trong đời sống của mình như thế nào. Thì tôi được may mắn vào đầu quân vào nhóm đó, và vì cái đầu quân vào nhóm đó thì tôi đã có cơ hội làm việc với Andy Grove, Greg Barrett, Paul Otellini, và ngay với ông sau này tôi cũng làm việc trong cái dự án đưa Intel vào Việt Nam thì làm việc với ông Brian Krzanich, là hiện bây giờ là CEO của Việt Nam, bởi vì ông đó là người mà chủ trương hỗ trợ cái việc đưa nhà máy Intel vào Việt Nam. Nói tóm lại là có cơ hội làm việc, tiếp xúc trực tiếp và làm việc với các nhà lãnh đạo Intel. Và vì cái lý do đó, họ lúc mà văn phòng Intel Việt Nam có cơ hội thì họ mới hỏi tôi là có muốn về làm Intel Việt Nam hay không. Nhưng mà thời kỳ mà anh làm Intel thì có khi nào anh nghĩ là anh sẽ trở lại Việt Nam không ạ? Không có cơ hội, không bao giờ mình nghĩ. Mặc dù là mình nghĩ là một ngày nào đó, nhưng mà nó xa vời. Bởi vì cái khoảng cách lúc đó, cái khoảng cách giữa Việt Nam và Mỹ nó vẫn còn xa, đúng không? Và lúc đó quan hệ vẫn chưa bình thường hóa. Chưa bình thường. Tới 94, 95 mới bình thường. Dạ, 95. Tôi không có mơ được, không có nghĩ ra được là cái ngày đó, sẽ có cái ngày đó. Vâng, xin cảm ơn anh. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp với anh Thân Trầm Phúc. Hiện nay là giám đốc của quỹ đầu tư DFG Vina Capital. Xin quý vị đừng thay đổi kênh truyền hình để chúng tôi còn quay lại với phần 2 của chương trình.